Truyện và Cổ Thần Đí, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Các Em Bầu Phích Sơn Tư vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 35, Đại Sơn Dưới Lòng Đất. Xúc tu thứ hai quất tới, quất vào trên đầu Lãng Tâm, đánh cho hắn máu tươi đầm đìa, xương gò má lún xuống, trong miệng không ngừng chảy máu, hàm răng gãy rất nhiều. Sau đó nó lại quất một phát, trực tiếp đánh vỡ đầu Lãng Tâm. Lãng Tâm vốn còn dãy dụa, đột nhiên bất động. Ngay cả hào quang trên thiết khải cũng dần dần biến mất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trương Nhật Trần chứng kiến hình dạng của Lãng Tâm, không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, kết quả của mình khẳng định thảm hại hơn Lãng Tâm. Hai xúc tu kéo thi thể Lãng Tâm vào khe đá, sau đó trong khe vang lên thanh âm nhai sột soạt. Vừa rồi là một cao thủ địa cực cảnh, trong khoảnh khắc đã biến thành huyết thực. Trên trán Trương Nhật Trần đổ mồ hôi lạnh, Lãng Tâm đã chết, chẳng là mình cũng phải biến thành huyết thực của quái vật kia. Đã có, Trương Nhật Trần đột nhiên nghĩ ra biện pháp, hắn vận chuyển chân khí, rót vào thời không tinh thạch, mở ra không gian trong thời không tinh thạch. Soạt, mặt ngoài thời không tinh thạch lóe lên bạch quang, Trương Nhật Trần tiến vào trong không gian. Ở bên ngoài nhìn, thân thể Trương Nhật Trần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một viên tinh thạch màu trắng rơi trên mặt đất. Tinh thạch vừa mới rơi xuống đất, Trương Nhật Trần lại từ trong tinh thạch chạy ra, nhặt tinh thạch lên, lập tức bỏ chạy. Ngao! Con quái vật trong khe đá gầm gừ, đồng thời duỗi ra ba cái xúc tu công kích về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần đã bị xúc tu trói một lần, tự nhiên càng thêm chú ý cẩn thận. Thời điểm ba cái xúc tu duỗi ra đã liên tiếp biến hóa bốn phương vị, hóa thành bốn ảo ảnh xuyên thẳng qua khe hở xúc tu tránh khỏi. Đứt cho ta! Trương Nhật Trần nhảy lên, kích phát minh văn trong Tuyết Long kiếm, hai tay vung lên, một kiếm bổ xuống, phốc phốc, một xúc tu dài 2 mét bị Trương Nhật Trần trảm xuống, rơi trên mặt đất. Còn quái vật kia bị Trương Nhật Trần chọc giận, ba cái xúc tu thu về khe đá, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ầm ầm, trong khe đá phát ra tiếng va đập kịch liệt, đụng ra từng vết rạn rầm rạp. Nguy rồi, thạch bích sắp bị đánh vỡ. Còn quái vật kia muốn chạy ra. Trương Nhật Trần vừa mới quay người muốn trốn, đột nhiên trông thấy tấm da thú trên mặt đất. Tàn đồ này là từ trên người Lãng Tâm rơi xuống. Trương Nhật Trần nhặt lên, sau đó lập tức lao xuống thềm đá, dọc theo sông nham tương bỏ chạy. Ầm ầm, thạch bích cao hơn 80 mét sụp đổ, phát ra thanh âm giống như sương băng địa liệt. Một quái vật màu đen từ trong thạch bích lao ra, đuổi theo Trương Nhật Trần. Quái vật kia cao chừng 30 mét, toàn thân phủ đầy giáp sát dày đặc, trên người bọc ra 8 cái xúc tu dài hơn 50 mét, nhanh chóng bò sát, tốc độ nhanh kinh người. Hẳn là mang thú do lòng đất thai nghén ra, ít nhất cũng đến mang thú cấp 3 trung đẳng, thậm chí có thể là cấp 3 thượng đẳng. Căn cứ Trương Nhật Trần phán đoán, chiến lực của quái vật kia ít nhất cũng đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, thậm chí càng thêm lợi hại. Phong chi dực. Trương Nhật Trần rót chân khí vào phong chi dực, hai mảnh sắc vốn chỉ như lòng bàn tay ở dưới chân khí thúc dục hóa thành tơ mỏng hội tụ đến trên lưng Trương Nhật Trần, hình thành hai quang dực. Chân khí vận chuyển, Trương Nhật Trần giống như tên rời cung, dùng tốc độ mỗi giây 100 mét lao ra. Tốc độ của quái vật kia cũng không chậm hơn Trương Nhật Trần chút nào, chăm chú trì ở phía sau, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ, trong miệng phun ra khói độc màu xanh lá. Cũng không biết chạy bao xa, đường phía trước bị phong kín, xuất hiện hai cái cánh cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá có khắc bốn chữ to: Nham Hà Luyện Ngục. Chữ viết pha tạp, giống như đã có mấy trăm năm lịch sử. Không còn đường rồi. Trương Nhật Trần biến sắc, bên trái cửa đá là một dòng sông nham tương, bên phải là thạch bích cứng rắn như sắt. Trương Nhật Trần dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, nơi này hẳn là lao ngục giam giữ hung đồ của Hắc thị. Trong lòng Trương Nhật Trần thầm nghĩ, muốn nên thả hung đồ ra, ngăn cả quái vật đuổi theo hay không. Chỉ tiếc trên cửa đá bố trí trận pháp phong ấn, Trương Nhật Trần căn bản không biết làm sao mở phong ấn, cũng không có khả năng mở cửa. Ngao! Quái vật kia đuổi theo, trông thấy Trương Nhật Trần bị ngăn cản ở bên ngoài cửa đá, nó phát ra tiếng kêu hưng phấn, tốc độ nhanh hơn, rất nhanh đã đuổi tới trước người. Ở đó xem ra hiện tại Trương Nhật Trần chỉ có thể mặc cho nó xâm lược, hiện tại chỉ có thể tận lực ngăn chặn, đợi đến lúc Đoàn Mộc Sư Tỷ và Tiểu Hắc chạy đến, có lẽ sẽ có thể liên thủ tiêu diệt. Căn cứ Trương Nhật Trần dự đoán, Đoàn Mộc Linh Tinh và Tiểu Hắc ít nhất cũng phải một phút đồng hồ sau mới có thể đuổi tới Nham Thương Hà. Dùng tu vi của hắn có thể ngăn chặn quái vật một phút đồng hồ sau. Đúng lúc này, quái vật màu đen duỗi ra hai cái xúc tu công kích về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần lập tức thi triển ra lực lượng không gian vàng vẹo, ẩn tàng thân hình, biến mất nguyên tại chỗ. Bành bành, hai cây xúc tu quất lên thạch bích, thạch bích vỡ vụn rơi xuống vô số đá vụn. Phát hiện Trương Nhật Trần biến mất không thấy gì nữa, trong miệng quái vật màu đen phát ra tiếng kêu bén nhọn, từng sợi chân khí ngưng tụ, trong bụng xuất hiện một đoàn màu đỏ sậm, ánh sáng màu đỏ sậm đó từ trong bụng dâng lên, thông qua cổ phun ra ngoài. Một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm bao trùm toàn bộ không gian. Trương Nhật Trần ẩn tàng thân hình bị ép đi ra,
Trương Nhật Trần vội vàng có rút lại không gian lĩnh vực, để lĩnh vực chỉ bao trùm 10 mét. Thông qua lực lượng không gian lĩnh vực, rốt cuộc ngăn trở được hỏa diễm của quái vật màu đen. Đạt tới huyền cực cảnh đại cực, không gian lĩnh vực của Trương Nhật Trần xa nhất có thể bao trùm 80 mét. Không gian lĩnh vực bao trùm không gian càng rộng, lực lượng sẽ càng yếu. Bao trùm không gian càng nhỏ, lực lượng sẽ càng mạnh. Thiên tâm toái không. Hai chân Trương Nhật Trần đạp đất nhảy lên, huy động tuyết long kiếm chém về phía đầu lâu của quái vật màu đen. Thời điểm Trương Nhật Trần xuất kiếm, trong thân kiếm bộc phát ra hàn khí rét thấu xương. Chung quanh thân thể xuất hiện cảnh tượng tuyết trắng bay tán loạn, bao trùm phương viên 10 trượng. 10 trượng phi tuyết, chỉ có điều bông tuyết còn chưa có rơi xuống mặt đất đã bị nhiệt độ của nham tương hà bốc hơi, hóa thành từng sợi khói trắng. Chứng kiến Trương Nhật Trần vung kiếm chém tới, quái vật màu đen đồng thời điều động 8 xúc tu công kích qua, thu hộ mình cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời đối mặt 8 xúc tu, dù tốc độ của Trương Nhật Trần rất nhanh cũng lộ ra cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần đều thiếu chút nữa bị xúc thủ cuốn lấy. Không được, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, dù chỉ là 1 xúc tu cũng có thực lực giết chết địa cực cảnh. 8 xúc tu đồng thời công kích đủ để giết chết một đám địa cực cảnh à? Trương Nhật Trần ném ra một viên lôi châu, sau đó thi triển ngự phong phi long ảnh lui về. Uy lực của lôi châu rất mạnh, Trương Nhật Trần lập tức thối lui đến bên cạnh cửa đá, vận chuyển chân khí kích hoạt minh văn trong băng hỏa kỳ lân giáp. Một tiếng kỳ lân gào thét vang lên, trên người Trương Nhật Trần tách ra hào quang đỏ thẫm và u lam, hai loại hào quang ngưng tụ hình thành hư ảnh kỳ lân to lớn, thu hộ Trương Nhật Trần ở bên trong. Bánh, lôi châu nổ tung, phóng ra lôi điện chi lực khủng bố. Từng đạo điện quang màu trắng giống như thiên đao, kéo dài tầm hơn 10 trượng, phát ra thanh âm sét đánh. Vô số lôi điện dũng mãnh tiến ra, giống như xà văn rộng rạp, hoàn toàn bao phủ quái vật màu đen. Thân hình của con quái vật cháy đen, toát ra từng sợi khói xanh. Trên người bị lôi điện chi lực bổ ra 3 lỗ máu, lỗ máu cũng cháy đen, vậy mà không có chảy xuôi huyết dịch. Ngào! Quái vật màu đen bị lôi điện tê liệt, lại lập tức phát ra tiếng hô điếc tai. Con mắt biến thành màu đỏ như máu, mãnh liệt vọt về phía Trương Nhật Trần. Nó bạo nộ rồi, sinh mệnh lực của nó quá mạnh rồi, bị lôi châu đánh trúng vậy mà cũng không chết. Quái vật màu đen bị lôi châu đánh trọng thương thì nhất định sẽ đề phòng, dù Trương Nhật Trần vứt ra một viên lôi châu nữa cũng không có khả năng tổn thương nó. Nói sau, khoảng cách gần như thế, nếu Trương Nhật Trần ném ra lôi châu, nói không chừng còn chưa giết chết quái vật màu đen đã trước giết chết mình. Thời điểm 8 cái xúc tu của quái vật màu đen đánh xuống, Trương Nhật Trần lập tức mở ra không gian trong thời không tinh thạch trốn đi vào. Thân thể Trương Nhật Trần lần nữa biến mất không thấy, chỉ còn một viên linh thạch rơi trên mặt đất. Oanh, 8 cái xúc tu của nó kích lên cửa đá của Viêm Hà luyện ngục, phát ra tiếng vang thật lớn, cửa đá bị đánh cho lắc lư. Quái vật màu đen chần chờ một lúc tìm kiếm Trương Nhật Trần khắp nơi, cuối cùng ánh mắt nhìn viên đá, nó sử dụng một cái xúc tu cuốn thời không tinh thạch lại, đánh giá một lát, sau đó ném thời không tinh thạch vào trong miệng, nuốt xuống bụng. Quái vật màu đen nhìn chằm chằm cửa đá, sau đó xoay người rời đi. Một phút đồng hồ sau, một thiếu nữ dáng người xinh xắn lanh lợi, mặc quần áo màu xanh nhạt, mái tóc thật dài, nhanh chóng đuổi tới nham tương hà, đi vào địa phương vừa rồi chiến đấu. Thiếu nữ chiếu mày có chút ngưng tụ, nói: chiến đấu đã chấm dứt. Bên cạnh, một con mèo mập trong mắt quay tròn, nói: Trương Nhật Trần sẽ không bị lãng tâm giết chết chứ. Thiếu nữ dáng người xinh đẹp thức tha, dung nhan kiều mị kia, lèo Đoan Mộc Linh Tinh chạy đến cứu trợ Trương Nhật Trần. Đoan Mộc Linh Tinh lắc đầu, nói: nếu lãng tâm giết chết Trương Nhật Trần, hiện tại cửa đá của Diêm Hà luyện ngục đã bị mở ra, những tà nhân trong hắc thị đã được thả. Hơn nữa, dù lãng tâm đột phá đến địa cực cảnh, cũng không có khả năng tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế. Trương Nhật Trần hẳn là gặp mang thú càng thêm hung ác, nếu như vậy thì hắn lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu Hắc nghiến răng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói: nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống đoạn mệnh, hẳn là đào tẩu rồi. Nếu Trương Nhật Trần chết, như vậy Tiểu Hắc nhất định sẽ bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ lần nữa lôi kéo vào trong thế giới trong tranh. Hiện tại nó hoàn hảo ở chỗ này, nói rõ Trương Nhật Trần còn sống. Đoan Mộc Linh Tinh nhẹ nhàng sờ lấy cái cằm, duỗi ra ngọc thủ vỗ đầu Tiểu Hắc, nói: yên tâm đi, dù Trương Nhật Trần chết ở Xích Không Bí Phủ, ta cũng sẽ tiếp tục nuôi ngươi, sẽ không để cho ngươi biến thành một con mèo hoang không nhà để về. Tiểu Hắc trừng mắt, lông dựng hết lên, nói: bổn tọa là đồ thiên sát địa chi hoàng, há lại mèo có thể so sánh. Thời điểm bổn tọa uy chấn thiên hạ, lão tổ tông của ngươi còn chưa có sinh ra đâu. Bổn tọa tinh thông 3000 vũ kỹ thần thông. Uy, chớ đi, nghe bổn tọa nói xong đã. Đoan Mộc Linh Tinh duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra bụng dưới bằng phẳng tuyết trắng, vòng eo mảnh khảnh, ôm một thanh cổ kiếm đi về phía trước, nói: cái gì đồ thiên hoàng, mau đuổi theo, nếu ngươi đi lạc thì sẽ thật biến thành mèo hoang đấy. Tiểu Hắc oán hờn đuổi theo, đi tới bên cạnh Đoan Mộc Linh Tinh, tiếp tục nói:
Bổn tọa tinh thông 3000 vũ kỹ thần thông, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dẫn động tinh thần chi quang, từng sưng bá côn lôn giới, không người có thể địch. Con mắt của Đoan Mục Linh Tinh co giật, vỗ đầu Tiểu Hắc nói: không tệ, là một mang thú, không chỉ có thể nói tiếng người, còn biết chém gió. Trương Nhật Trần dạy dỗ không tệ. Tiểu Hắc rung đùi đắc ý, trợn trừng mắt nói: Trương Nhật Trần chỉ là một tiểu a nhi, làm sao dạy dỗ bổn tọa? Bổn tọa không chỉ có tu di võ đạo thông thiên triệt địa, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú, hồ phong hoán vũ, chìm tình bói toán. Đoan Mộc Linh Tinh mỉm cười, môi đỏ nhếch lên, cảm giác Trương Nhật Trần nuôi con mèo mập này thật quá thú vị. Trương Nhật Trần đứng ở trong thời không tinh thạch, có thể cảm giác được chuyện phát sinh ở bên ngoài, lại bị quái vật màu đen nuốt vào trong bụng. Vốn Trương Nhật Trần còn đang nghĩ làm sao giết chết quái vật màu đen, hiện tại trở nên dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần ném ra một viên lôi châu, để lôi châu nổ tung ở trong bụng quái vật màu đen, đến lúc đó nó không chết mới lạ. Nhưng Trương Nhật Trần không vội giết quái vật màu đen, định chờ thêm một phút. Phải biết xích không bí phủ cực kỳ nguy hiểm, nằm ở trong cơ thể của quái vật màu đen so với ở bên ngoài thì an toàn hơn nhiều. Nếu có thể nhờ quái vật màu đen tiến vào chỗ sâu trong xích không bí phủ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Kỳ thực Trương Nhật Trần cũng muốn biết quái vật màu đen rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Trương Nhật Trần phóng ra không gian lĩnh vực bao trùm phương viên 80 mét, võ hồn dung nhập không gian lĩnh vực xem xét tình huống ngoại giới. Quái vật màu đen bò rất nhanh đi vào một đại sơn dưới lòng đất. Đại sơn này ở trên mặt đất có lẽ không tính lớn, thế nhưng ở trong lòng đất lại lộ ra cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Ai có thể ngờ tới lòng đất cũng sẽ có một ngọn núi cao, cả ngọn núi bị chứng khí đủ loại màu sắc bao phủ, trong không khí tràn ngập kịch độc. Thế nhưng trong khe đá lại sinh trưởng rất nhiều cây cỏ ba lá trắng đoản như ngọc, mỗi một cây cỏ ba lá đều tản mát ra bạch quang vàng nhạt, tràn ngập hương thơm nồng đậm, cùng chứng khí chung quanh hình thành đối lập tươi sáng rõ nét. Quái vật màu đen sử dụng xúc tu từ trong khe hở nhổ ra một cây cỏ ba lá nuốt vào trong bụng. Oanh, dược lực của cỏ ba lá cực kỳ mãnh liệt, tiến vào trong bụng quái vật màu đen, lập tức hóa thành chất lỏng màu ngọc bạch dung nhập thân thể nó. Tam diệp thánh khí thảo. Trương Nhật Trần đứng ở trong thời không tinh thạch, cảm giác được khí tức của tam diệp thánh khí thảo, trong nội tâm cuồng hỉ. Linh dược hy hữu như thế ở Vân Vũ quận quốc là một cây cũng tìm không thấy, nơi này lại sinh trưởng nhiều như vậy. Nếu có thể thu thập được 10 gốc tam diệp thánh khí thảo, muốn đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn còn không phải chuyện dễ dàng. Nếu có thể thu thập đủ nhiều tam diệp thánh khí thảo, thậm chí có cơ hội tu luyện tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Trương Nhật Trần không thể chờ đợi được nữa, lấy ra một viên lôi châu, mở ra một khe hở nhỏ, rót chân khí vào lôi châu. Theo chân khí dùng mạnh tràn vào, minh vàng ở mặt ngoài lôi châu bị kích hoạt, sau đó ném lôi châu ra ngoài, xoẹt xoẹt, lôi châu rơi vào trong bụng quái vật màu đen, từng sợi lôi điện chi lực giật tràn ra. Quái vật màu đen đang hành tẩu trên mặt đất, tìm kiếm tam diệp thánh khí thảo, bỗng nhiên nó dừng lại, phát ra một tiếng kêu rên, giáp xác xuất hiện từng khe hở, điện quang sáng ngời từ trong cơ thể nó bạo phát ra. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, thân hình quái vật màu đen chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối thịt, bay về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một khối thịt đều lưu động điện quang, bốc lên khói đen. Một con mang thú cường đại cứ như vậy bị chết oan chết uổng. Soạt, Trương Nhật Trần từ trong thời không tinh thạch bay ra, rơi xuống mặt đất, vừa mới hít một hơi không khí, trong bụng liền truyền đến đau nhức kịch liệt. Trong đầu phát ra tiếng nổ vang, cảm giác choáng váng. Độc tính của chứng khí đậm đặc hơn địa phương khác mấy lần, dù mang theo tỷ độc châu ở trên thân thể cũng không ngăn nổi độc tính. Thời không lĩnh vực. Trương Nhật Trần kích hoạt thời không lĩnh vực, khống chế trong phạm vi 10 mét, ngăn cản chứng khí ở bên ngoài. Hắn ăn một viên giải độc đan, lại điều động chân khí thanh ngọc vận chuyển ba chu thiên, cuối cùng mới luyện hóa hết độc khí. Trên mặt Trương Nhật Trần khôi phục huyết sắc, thở ra một hơi thật dài, nói: khí độc thật lợi hại, nếu đổi lại huyền cực cảnh đại cực khác, hô hấp một hơi khẳng định đã ngất, chỉ có thể chết ở chỗ này. Coi như là huyền cực cảnh đại viên mãn, nếu không có bảo vật đặc thù ngăn cản chư khí, vậy cũng chỉ còn đường chết. Quái vật màu đen bị lực lượng lôi châu xé nát thành từng mảnh, ở trong đống tàn thi, Trương Nhật Trần ngửi được mùi thịt nhàn nhạt. Theo mùi thơm tìm tới, Trương Nhật Trần dừng bước ở trước thi thể quái vật, lấy ra tuyết long kiếm, phá vỡ vỏ cứng ở bên ngoài. Soạt, mùi thịt thơm lừng từ trong thi thể giật tràn ra. Nơi bị Trương Nhật Trần cắt chém, lộ ra quang mang bạch sắc, một miếng linh nhục tuyết trắng phát ra hào quang nhu hòa. Trương Nhật Trần bóc ra linh nhục, nặng chừng 15 cân, ông ánh sáng long lanh, mùi thơm nồng hậu, quả thực giống như miếng ngọc trong viên đá, không có một tia tạp chất. Linh nhục trong cơ thể mang thú cấp 3 quả nhiên vượt xa linh nhục của mang thú cấp 2, nếu ăn vào, hiệu quả khẳng định rất tốt. Trương Nhật Trần lấy ra một hộp ngọc, cất tinh nhục vào, linh nhục cũng phân chia phẩm chất. Trong cơ thể mang thú cấp 3 thai nghén ra tinh nhục, mùi vị rất tốt, linh khí càng chân thuần. Đối với võ giả mà nói, có ích càng lớn.
Ở trên thị trường, một cân tinh dục của mang thú cấp 3 giá trị là gấp 10 lần mang thú cấp 2, thậm chí mấy chục lần. Sử dụng thời không lĩnh vực bao trùm thân thể, Trương Nhật Trần bắt đầu tìm kiếm tam diệp thánh khí thảo. Rất nhanh, Trương Nhật Trần tìm được một cây tam diệp thánh khí thảo tản mát ra vầng sáng màu trắng. Móc cây tam diệp thánh khí thảo này ra, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào hộp ngọc. Chỉ có ở địa phương bán thánh, thánh giả vẫn lạc mới có thể tìm được tam diệp thánh khí thảo. Lực lượng của bán thánh, thánh giả cực kỳ cường đại, sau khi vẫn lạc dù qua 1000 năm, thánh khí cũng sẽ không tiêu tán. Ở địa phương bán thánh và thánh giả vẫn lạc, thánh khí dung nhập vùng đất, trải qua thời gian tích lũy, tự nhiên thai nghén, có thể sinh ra tam diệp thánh khí thảo. Tam diệp thánh khí thảo trân quý hơn những linh dược khác ở chỗ, nó có thể dùng trực tiếp để tăng tu vi của võ giả, tăng cường lực lượng thân thể. Trương Nhật Trần cũng không có dùng vội, mà tiếp tục đi đào tam diệp thánh khí thảo khác, nhất định phải ở trước khi học viên khác đến, hái đi toàn bộ tam diệp thánh khí thảo. Nơi này đã thuộc về nội địa của Xích Không Bí Phủ, có lẽ bọn hắn không có nhanh tới như vậy. Dùng đại sơn làm trung tâm, sinh trưởng không ít tam diệp thánh khí thảo. Trương Nhật Trần chỉ ở lại ngoài vi, đã thu thập được 8 cây, tổng cộng hao tốn gần 1 canh giờ. Muốn thu thập càng nhiều tam diệp thánh khí thảo, nhất định phải đi sâu hơn. Trương Nhật Trần ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn, chỉ thấy chướng khí đủ loại màu sắc bao phủ, căn bản nhìn không thấy cảnh vật, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Trong mơ hồ, Trương Nhật Trần cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ sâu trong đại sơn truyền đến, làm cho hắn nhìn không được rùng mình. Lấy ra địa đồ gia thú trải ở trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Địa đồ là của Lạng Tâm, cũng không biết hắn làm sao đạt được. Phía trên vụn vặt phát thảo địa hình của Xích Không Bí Phủ, địa đồ cũng không trọn vẹn, trong đó có vài chỗ không có ghi chép. Trải qua Trương Nhật Trần nghiên cứu, rốt cuộc xác định phương vị của mình, ngón tay chỉ ở trên địa đồ. Hiện tại ta hẳn là ở chỗ này, Quỷ Vũ Sơn. Trên bản đồ có đánh dấu quan hệ với Quỷ Vũ Sơn, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Quỷ Vũ Sơn, địa phương Vân Kim Bán Thánh vẫn lạc. Bán thánh chết trận, rơi xuống đất thành núi, huyết khí hóa thành quỷ vụ, 500 năm không tiêu tan. Trương Nhật Trần có chút động dung, lần nữa nhìn về phía xa, trong lòng có chút rung động. Khó trách lòng đất sẽ xuất hiện một ngọn núi lớn. Nguyên lai là bán thánh tri mộ, vị Vân Kim Bán Thánh kia là một nhân vật cực kỳ cường đại. 500 năm trước, cùng Tứ Dực Địa Long chiến một trận, vẫn lạc ở đây. Thi thể rơi trên mặt đất, trực tiếp biến thành một ngọn núi lớn. Huyết khí của hắn dược tràn ra, tạo thành chứng khí quanh năm không tiêu tan. Địa phương bán thánh nhẫn lạc, có thể đản sinh ra sinh vật cổ quái hay không? Trương Nhật Trần thu hồi tàn đồ, nhìn Quỷ Vũ Sơn có chút do dự. Nếu tu vi của Trương Nhật Trần đạt tới thiên cực cảnh, nhất định sẽ việc nghĩa không chùn bước đi sông Quỷ Vũ Sơn tìm kiếm bảo vật bán thánh lưu lại. Thế nhưng hiện tại hắn mới huyền cực cảnh đại cực, xông vào Quỷ Vũ Sơn cùng chịu chết cơ hồ không có gì khác nhau. Đúng lúc này, hai đệ tử Bắc Viện nhanh chóng chạy về phía Quỷ Vũ Sơn. Nhạc Lâm Sung ở Bắc Viện bài danh thứ 7, bộ dạng tầm 20 tuổi, lông mày như kiếm, thân hình khổng võ hữu lực, trong tay cầm một cuốn địa đồ gia thú, cực kỳ mừng rỡ, nói: "Hạ muội, căn cứ địa đồ ghi lại, phía trước là Quỷ Vũ Sơn, là địa phương Vân Kim Bán Thánh dẫn lạc. Trong Quỷ Vũ Sơn sinh trưởng rất nhiều tam diệp thánh khí thảo, nếu có thể hái đi toàn bộ tam diệp thánh khí thảo, có thể so với chúng ta khổ tu mấy năm." Lục Hàm ở Bắc Viện bài danh thứ 10, da thịt trắng nõn, khuôn mặt trứng ngỗng, tuy không bằng Hoàng Hiên Trần và Đoan Mục Linh Tinh, thế nhưng cũng coi là mỹ nữ, ở Bắc Viện có rất nhiều thiên tài theo đuổi nàng. Nhạc Lâm Sung vì bắt được tâm hồn của thiếu nữ Lục Hàm, mới nói bí mật Quỷ Vũ Sơn cho nàng, hai người cùng lên Quỷ Vũ Sơn, chuẩn bị ngắt tam diệp thánh khí thảo. Chỉ cần đạt được tam diệp thánh khí thảo, dù bằng hắn tiến vào nội cung, cũng có thể trở thành cao thủ. Ta đã chuẩn bị tỷ độc châu cao nhất, so với tỷ độc châu bình thường thì lợi hại hơn gấp 10 lần, ngậm trong miệng đủ để ngăn cản chướng khí của Quỷ Vũ Sơn. Lục Hàm lấy ra hai viên tỷ độc châu, ngậm một viên vào trong môi, đưa cho Nhạc Lâm Sung một viên khác. Nhạc Lâm Sung nhận tỷ độc châu, nhìn về phía Quỷ Vũ Sơn, đột nhiên con mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói: "Có người tới trước chúng ta một bước, đã hái tam diệp thánh khí thảo ở bên ngoài Quỷ Vũ Sơn." Lục Hàm thấy bóng lưng của Trương Nhật Trần xa xa, liền rút kiếm, ánh mắt ngưng tụ, quát nhẹ một tiếng: "Ngươi là người nào? Giao tam diệp thánh khí thảo ra đây, ta có thể để tình tất cả mọi người là học viên của Vũ Thị Học Cung, tha cho ngươi một mạng." Nhạc Lâm Sung lấy xuống chiến cung, lắp phá xa tiễn, kéo chiến cung ra, mũi tên trực chỉ Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần xoay người, nhìn Nhạc Lâm Sung và Lục Hàm, nói: "Tam diệp thánh khí thảo mọc ở chỗ này, cũng không phải các ngươi trồng, vì sao ta phải giao cho các ngươi?" Con mắt của Nhạc Lâm Sung có chút nhíu lại, nói: "Là ngươi, ngươi là đệ nhất tân sinh của bốn diện, Trương Nhật Trần. Ngươi nhận thức ta?" Trương Nhật Trần tới tìm tòi trí nhớ trong đầu, phát hiện mình không nhận ra Nhạc Lâm Sung. Nhạc Lâm Sung nói: "Hai tháng trước, ta theo tân sinh Bắc Diện đi Tây Diện, thấy người đang khiêu chiến trên chiến đài,
dùng thực lực của ngươi lúc đó có lẽ có thể chống lại võ giả huyền bản. Người giao Tam Diệp Thánh Khí Thảo ra, ta có thể thả ngươi ly khai. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dù hắn là Trương Nhật Trần thì thế nào? Bây giờ trong Xích Không Bí Phủ, chúng ta giết chết hắn, trưởng lão học cung cũng sẽ không biết. Lục Hàm nhìn hộp ngọc trong tay Trương Nhật Trần, ánh mắt lộ ra sát khí. Nhạc Lâm Xung và Lục Hàm không phải võ giả huyền bản, nếu chưa đột phá địa cực cảnh, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Nhật Trần. Nhưng thời điểm tiến vào Xích Không Bí Thủ, bọn hắn đã đột phá, đạt tới địa cực cảnh. Dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, tự nhiên sẽ không để Trương Nhật Trần vào mắt. Nghe Lục Hàm nói, trong mắt Nhạc Lâm Xung lộ ra sát khí, ngón tay buông lỏng, phá xa tiễn giống như hỏa cầu, kéo lấy cái đuôi thật dài, nhanh chóng bắn về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần nhíu mày, lập tức thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, tránh thoát phá xa tiễn. Oanh, phá xa tiễn bắn vào mặt đất, đánh ra một cái hố to. Minh văn trên mũi tên phóng ra vô số hỏa diễm, thiêu đốt mặt đất chung quanh. Thời điểm Nhạc Lâm Xung bắn tên, Lục Hàm lập tức xông ra ngoài, tốc độ đạt tới mỗi giây 66 m. Chỉ 3 giây, nàng đã vọt tới trước mặt Trương Nhật Trần, kéo lên kim khí lạnh như băng, một kiếm đâm về phía trái tim của Trương Nhật Trần. Hai chân của Trương Nhật Trần trầm xuống, ổn định thân thể, tay cầm kiếm thi triển chiêu Thiên Tâm Khu. Bành, Tuyết Long kiếm mang theo hàn khí bổ vào kiếm phong của Lục Hàm, hóa giải công kích của nàng. Lục Hàm có chút ngơ ngác, đạp mặt đất một cái, hai chân khẽ cong, bay thân thể lên, đâm ra 17 đạo kiếm quang. Bành bành, Trương Nhật Trần chân đạo bộ pháp, thân thể giống như từng đạo ảo ảnh, một bên lui về phía sau, một bên ngăn cản công kích của Lục Hàm. Chỉ một lát, hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu. Tuy tu vi của Lục Hàm không bằng Lãng Tâm, thế nhưng vẫn rất mạnh, viễn siêu địa cực cảnh sơ kỳ bình thường. Nàng thi triển ra kiếm pháp là linh cấp trung phẩm, uy lực rất mạnh, có mấy lần thiếu chút nữa đâm trúng Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần nhờ lực lượng không gian lĩnh vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nàng. Đệ tử bài danh top 10 của bốn diện, từng người vốn là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn đột phá địa cực cảnh quả nhiên không phải chuyện đùa, căn bản không phải địa cực cảnh bình thường có thể so sánh. Khóe mắt của Trương Nhật Trần liếc qua thoáng nhìn, trông thấy Nhạc Lâm Xung đang nhanh chóng chạy đến. Dùng tu vi của ta bây giờ, dù đối phó Lục Hàm cũng có chút miễn cưỡng, thế nhưng chống lại hai người bọn họ, ta thua không thể nghi ngờ. Thiên Tâm Chỉ Lộ, Trương Nhật Trần chém ra một đạo kim khí dài 7 m, bức lui Lục Hàm. Có bản lĩnh, vào Quỷ Dụ Sơn giết ta. Trương Nhật Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, hóa thành 9 đạo thang ảnh, sau một lát đã chạy ra ngoài một dặm, biến mất ở trong chướng khí. Lục Hàm cực kỳ tức giận, không ngừng dậm chân. Nàng đã đột phá địa cực cảnh, chỉ cần một chiêu là có thể giết chết địa cực cảnh sơ kỳ bình thường, thế nhưng lại để một tân sinh đào tẩu, trong nội tâm tự nhiên rất tức giận. Lục Hàm cầm chiến kiếm, muốn đuổi theo giết Trương Nhật Trần. Hàm muội, không thể đơn giản xông lên Quỷ Dụ Sơn. Căn cứ địa đồ ghi lại, trong Quỷ Dụ Sơn có một ít sinh vật cực kỳ cường đại, coi như là địa cực cảnh xông vào cũng hữu tử vô sinh. Trương Nhật Trần chạy vào Quỷ Dụ Sơn tuyệt đối chỉ là con đường chết. Nhạc Lâm Xung ngăn Lục Hàm lại, cực kỳ cẩn thận nói: chỉ là một Trương Nhật Trần mà thôi, không cần lực nổi sóng còn gì. Chúng ta trước thu thập Tam Diệp Thánh Khí Thảo mới là chính sự. Ánh mắt của Lục Hàm có chút âm tình bất định nói: mặc dù Trương Nhật Trần chỉ là thân sinh, thế nhưng hồ thề của hắn, Hoàng Yên Trần lại là nhân vật hung ác. Nếu để hắn chạy đi, nói chuyện này cho Hoàng Yên Trần, đối với chúng ta mà nói sẽ cực kỳ bất lợi. Nhạc Lâm Xung nói: chỉ cần chúng ta thu thập đủ nhiều Tam Diệp Thánh Khí Thảo, tu vi nhất định tăng mạnh, đến lúc đó còn e ngại Hoàng Yên Trần sao? Nói sau chúng ta ở bên ngoài trông coi, nếu Trương Nhật Trần ở bên trong trốn ra, tự nhiên có thể chậm rãi thu thập hắn. Được rồi, trước thu thập Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Lục Hàm nói: Tam Diệp Thánh Khí Thảo ở bên ngoài Quỷ Vụ Sơn đã bị Trương Nhật Trần hái sạch, thế nhưng ở dưới Quỷ Vụ Sơn vẫn có Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Vị trí sườn núi, số lượng Tam Diệp Thánh Khí Thảo càng nhiều, đương nhiên càng tới gần Quỷ Vụ Sơn, độc tính của chứng khí lại càng mãnh liệt, khả năng gặp phải nguy hiểm sẽ càng lớn. Tỷ độc châu của Nhạc Lâm Xung và Lục Hàm chỉ có thể chèo chống bọn hắn đến vị trí chân núi. Nếu bọn họ dám lên sườn núi, nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Mặc dù chỉ ở chân núi cũng sinh trưởng rất nhiều Tam Diệp Thánh Khí Thảo, giờ phút này Trương Nhật Trần đã chạy trốn tới chân núi của Quỷ Vụ Sơn. Lĩnh vực bảo hộ hắn đã thu nhỏ lại đến đường kính 5 m. Trước không nên lên núi, ở chỗ này tu luyện, luyện hóa 8 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo kia xong rồi nói sau. Trương Nhật Trần tìm được một địa điểm che giấu, tiến vào trong thời không tinh thạch. Cùng lúc đó, thời không tinh thạch rơi vào một khe đá, biến mất không thấy gì nữa. Ở trước khi luyện hóa Tam Diệp Thánh Khí Thảo, Trương Nhật Trần lấy ra linh nhục, dùng Tuyết Long kiếm cắt thành từng phần, mỗi một phần đại khái nặng 1 cân. Ở trong linh nhục còn có một viên linh tinh hỏa thuộc tính cực lớn, phẩm chất rất tốt, ông ánh thấu triệt hơn linh tinh bình thường rất nhiều, linh khí cũng càng thêm đồng hậu. Bán viên linh tinh này đi, ít nhất cũng có thể được 50 viên linh tinh bình thường. Phẩm chất của linh tinh cũng có cao có thấp, chỉ là 4 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Mỗi một cấp bậc giá cả đều chênh lệch gấp 10 lần. Nói cách khác, một viên linh tinh đỉnh cấp
có thể đổi 1.000 viên linh tinh sơ cấp. Linh tinh trong tay Trương Nhật Trần nếu chia ra có thể cắt thành 5 viên linh tinh trung cấp, tương đương 50 viên linh tinh sơ cấp. Số lượng linh tinh sơ cấp rất nhiều, cho nên trở thành tiền giao dịch của võ giả. Số lượng linh tinh trung cấp, linh tinh cao cấp, linh tinh đỉnh cấp thì rất ít ỏi, ở trên thị trường rất khó gặp được. Bình thường chỉ có võ giả cảnh giới thấp khốn cùng mới sẽ sử dụng linh tinh sơ cấp tu luyện, võ giả cảnh giới cao cơ hồ đều đi mua linh tinh trung cấp tu luyện. Trương Nhật Trần để viên linh tinh trung cấp qua một bên, ăn từ một miếng linh nhục. Đây là linh nhục của mang thú cấp 3, dù chỉ là 1 cân lại có thể so với 20 cân linh nhục của mang thú cấp 2. Linh lực cực kỳ nồng đậm, đối với võ giả có chỗ tốt cực kỳ lớn hơn. Sau đó Trương Nhật Trần lại ăn một cây tam diệp thánh khí thảo, bắt đầu luyện hóa. Tam diệp thánh khí thảo dễ dàng hấp thu hơn bán thánh chân dịch nhiều, nuốt vào trong bụng trực tiếp hòa tan thành nước thuốc màu trắng, thẩm thấu về phía huyết dịch và ngũ tạng, tự chủ tiến vào thân thể Trương Nhật Trần. Chỉ tốn hao nửa ngày, Trương Nhật Trần liền hấp thu một cốc tam diệp thánh khí thảo, một cân linh nhục cũng bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Không hổ là tam diệp thánh khí thảo, chỉ một cây đã để cho chân khí gia tăng 3 thành. Trong lòng Trương Nhật Trần có chút vui vẻ, tiếp tục luyện hóa 7 gốc tam diệp thánh khí thảo còn lại. Đồng thời, hắn cũng ăn hết 9 cân linh nhục, lực lượng của 7 gốc tam diệp thánh khí thảo và 9 cân linh nhục lan tràn ở trong cơ thể Trương Nhật Trần, quả thực giống như 16 quả cầu lơ lửng. Mặc dù Trương Nhật Trần mở ra 36 kinh mạch, cũng có chút hấp thu không nổi. Từng sợi chân khí màu trắng từ trong lỗ chân lông dần tràn ra, tràn ngập toàn bộ thời không tinh thạch. Thân thể của Trương Nhật Trần giống như lơ lửng ở trong mây, tham lam hấp thu thánh lực và linh lực. 36 kinh mạch, mỗi vận hành một đại chu thiên, chân khí trong khí hồ sẽ gia tăng một mạng lớn. Suốt 4 ngày, Trương Nhật Trần luyện hóa toàn bộ 7 gốc tam diệp thánh khí thảo và 9 cân linh nhục. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều bị chân khí nhồi đầy, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn, nhưng Trương Nhật Trần lại áp chế cảnh giới, không để cho mình đột phá. Hắn tổng cộng ăn 8 gốc tam diệp thánh khí thảo, 10 cân linh nhục, căn bản không có khả năng ở trong 4 ngày hấp thu toàn bộ thánh lực và linh lực. Hắn tính toán một chút, có lẽ mình chỉ hấp thu 1/5 thánh lực và linh lực, còn 4/5 thánh lực và linh lực ẩn nấp ở trong người chưa được hấp thu. Nếu hắn nguyện ý, hiện tại có thể đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn, nhưng như vậy hắn sẽ không có khả năng đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Ngược lại, nếu hắn có thể ngăn chặn cảnh giới, hấp thu toàn bộ thánh lực và linh lực ẩn nấp ở trong người, sau đó lại đột phá, thể chất nhất định đạt tới độ cao khác. Đối với trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Trùng tu di của ta bây giờ có lẽ đạt tới trình độ huyền bản top 50. Trương Nhật Trần cảm giác thực lực của mình bây giờ cũng không yếu hơn Hoàng Yên Trần. Nếu hai người giao thủ, rất khó nói ai thắng ai thua. Đương nhiên, hiện tại Hoàng Yên Trần rất có thể đã đột phá địa cực cảnh, đạt tới độ cao khác. Trừ phi Trương Nhật Trần đột phá huyền cực cảnh đại viên bản, mới có cơ hội đánh bại nàng. Dùng thực lực của ta bây giờ, đã không sợ hai đệ tử kia của Bắc Viện. Trương Nhật Trần phóng ra chân khí, dẫn động thời không tinh thạch, để thời không tinh thạch từ trong khe đá bay ra, rơi xuống mặt đất. Mặt ngoài tinh thạch lóe lên bạch quang, Trương Nhật Trần lại xuất hiện ở chân núi Quyển Vũ Sơn. Trương Nhật Trần sử dụng thời không lĩnh vực bao trùm thân thể, trước đi tìm tung tích của Nhạc Lâm Sung và Lục Hàm. Tam diệp thánh khí thảo ở dưới núi quả nhiên bị bọn hắn hái đi, cũng không biết bọn hắn ly khai chưa. Trương Nhật Trần ở trong thời không tinh thạch 4 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày mà thôi. Có lẽ bọn hắn chưa ly khai nhanh như vậy. Đúng lúc này, Trương Nhật Trần ở phía xa chứng kiến thân ảnh của Nhạc Lâm Sung và Lục Hàm, bọn hắn đang đứng ở trên núi, tụ hồ đang tranh chấp cái gì đó. Trương Nhật Trần đứng ở đằng sau cự thạch, điều động chân khí rót vào nhĩ mạch, cẩn thận nghe bọn hắn đối thoại. Nhạc Lâm Sung lưng cõng cái túi, bên trong có mấy chục gốc tam diệp thánh khí thảo, khuyên nhủ: "Hàm muội, chúng ta đã hái được 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, đủ để tu vi chúng ta tăng mạnh, không cần phải đi sườn núi của Quỷ Dụ Sơn mạo hiểm." Ánh mắt Lục Hàm lộ ra kinh miệt, nói: "98 gốc tam diệp thánh khí thảo rất nhiều sao? Tối đa chỉ để chúng ta tu luyện tới địa cực cảnh hậu kỳ, muốn đạt tới thiên cực cảnh, trở thành thần thoại võ đạo, phải đợi đến năm nào tháng nào. Lục Hàm, ta không muốn gả cho một phế vật. Chỉ một câu, người đến cùng có đi hay không? Người không đi, ta đi một mình." Nhạc Lâm Sung cắn răng, giữ chặt cổ tay Lục Hàm, trải qua dạy dụa, cuối cùng quyết định, nói: "Hàm muội, người lưu ở dưới chân núi, Quỷ Dụ Sơn quá nguy hiểm, để ta đi hái. Hái được tam diệp thánh khí thảo, ta chia cho người một nửa." Nói xong lời này, Nhạc Lâm Sung dứt khoát đi về phía Quỷ Vụ Sơn. Lục Hàm nhìn bóng lưng của Nhạc Lâm Sung, con mắt đảo qua cái bao trên lưng hắn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười lạnh buốt, như thiểm điện ra tay, một kiếm đâm vào lưng Nhạc Lâm Sung. Phốc, mũi kiếm dính máu xuyên qua lồng ngực của Nhạc Lâm Sung, giọt giọt máu tươi nóng hổi theo mũi kiếm lăn xuống, tích tắc rơi trên mặt đất. Gì cái gì? Nhạc Lâm Sung run rẩy, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng và bi phẫn, nói không nên lời. Bá, sắc mặt Lục Hàm lạnh như băng, rút kiếm ra,
một cước đá vào lưng Nhạc Lâm Sung, đá Nhạc Lâm Sung té trên mặt đất. Sau đó nàng đi tới, lấy bao trên lưng Nhạc Lâm Sung xuống, mở bao ra, chứng kiến mấy chục gốc tam diệp thánh khí thảo, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Lục Hàm cột bao lại, nhìn Nhạc Lâm Sung trong vũng máu, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta không biết Quỷ Dụ Sơn hung hiểm? Nếu ngươi leo lên Quỷ Dụ Sơn, tuyệt đối là có đi không gì. Đã phải chết, vì sao không chọn chết ở dưới kiếm của ta? Ít nhất ta có thể được một phần tam diệp thánh khí thảo kia của ngươi." Trái tim của Nhạc Lâm Sung bị đâm thủng, dù hắn sử dụng chân khí phong bế huyết mạch, máu tươi vẫn không ngừng trong ngực tràn ra, rất nhanh nhuộm áo bào thành màu đỏ thẫm. "Ngươi, dù ngươi hỏi ta muốn tam diệp thánh khí thảo, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi." Nhạc Lâm Sung hết sức thống khổ, bàn tay đầy lấy ngực, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch. Lục Hàm lấy ra một mảnh lụa bố trắng đoản, lau khô máu tươi trên thân kiếm, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói: "Nhạc Lâm Sung, người ngốc thật đến đáng yêu, nhưng thật cho rằng ta sẽ để ý ngươi. Trong những nam tử truy cầu ta, chỉ ít có năm người càng thêm ưu tú, càng cường đại hơn ngươi." Phốc! Nhạc Lâm Sung miệng phun ra máu tươi, hai mắt mở to, triệt để chết đi. Cũng không biết là bị tức chết hay máu tươi chảy hết mà chết. Lục Hàm lấy bao trên lưng mình xuống, tụ tập tam diệp thánh khí thảo trong hai cái bao lại, tổng cộng chừng 98 gốc, tản mắt ra vầng sáng màu ngà sữa. Chỉ ngửi mùi thuốc của tam diệp thánh khí thảo, tốc độ chân khí trong cơ thể Lục Hàm vận chuyển đã nhanh hơn vài phần, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười mừng rỡ. "Luyện hóa toàn bộ những tam diệp thánh khí thảo này, tu vi của ta nhất định sẽ tăng mạnh, dù tiến vào nội cung, ta cũng có thể lập tức trở thành cường giả trong nội cung." Một thanh âm vang lên ở sau lưng Lục Hàm. "Ta nhìn ra được, hắn là thật tâm yêu ngươi, vì sao ngươi lại giết hắn?" "Ai?" Lục Hàm giật mình, lập tức quay người, hoành kiếm ở trước ngực, làm ra tư thái phòng ngự. Trương Nhược Trần từ phía sau cự thành đi ra, nhìn Lục Hàm, nói: "Lòng của nữ nhân thật sự đều ác như vậy, đều giỏi ngụy trang như vậy sao? Đối với người mình yêu, cũng có thể hạ sát thủ." Trương Nhược Trần phản phất nhựa trên người Lục Hàm, chứng kiến bóng dáng của Trì Giao công chúa. Đương nhiên, Lục Hàm và Trì Giao công chúa căn bản không thể so sánh, hai người kém quá xa. Lục Hàm chứng kiến là Trương Nhược Trần, nguyên bản thần sắc có chút khẩn trương dần dần buông lỏng. Ở nàng xem ra, dù Trương Nhược Trần có lợi hại cũng chỉ là một tân sinh, căn bản không uy hiếp được nàng. Lục Hàm hừ lạnh, nói: "Trương Nhược Trần, dù ta giết Nhạc Lâm Sung, tự hồ cũng không liên quan gì tới ngươi. Nếu ngươi trốn đi, có lẽ ta còn tìm không thấy. Nhưng ngươi đã chủ động đi ra, vậy thì chịu chết đi." Lục Hàm triển khai một loại vũ khí tốc độ, thân thể mạnh khảnh hóa thành vô số tàn ảnh, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, một kiếm đâm về mi tâm của hắn. Trương Nhược Trần đứng nguyên tại chỗ, hai chân có chút di dời, thân thể lướt ngang năm bước, cực kỳ nhẹ nhõm tránh thoát kiếm của Lục Hàm. Lục Hàm đau đau, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt hiện lên một bóng người. Trương Nhược Trần xuất hiện ở trước mặt Lục Hàm, một chưởng đánh về phía lồng ngực của nàng. Long Tượng Quy Điền, cảm giác chưởng phong ập đến, Lục Hàm biến sắc, muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể hoành kiếm vào trước ngực ngăn cản chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Bạch! Lục Hàm bay ra ngoài hơn 10 thước, thân thể giống như lá khô bị gió thổi đi, rơi xuống đất, nàng không ngừng lui về phía sau, mỗi giẫm một bước sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Lồng ngực của nàng đau nhức, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, chân khí hỗn loạn. Mới qua một ngày, sao hắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Một ngày trước, thời điểm Lục Hàm và Trương Nhược Trần giao thủ, còn có thể ở trình độ nhất định ngăn chặn Trương Nhược Trần, nhưng bây giờ mới vừa giao thủ, thiếu chút nữa đã bị hắn đánh trọng thương. Đặc biệt là tốc độ của Trương Nhược Trần quả thật nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần căn bản không cho Lục Hàm cơ hội thở dốc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, vọt tới trước người. Lực lượng cơ bắp và cốt cách toàn thân bị điều động, lại đánh tới một chưởng. Huyết khí ngưng thần, Lục Hàm lập tức kích phát ra lực lượng huyết mạch, dưới thân xuất hiện một huyết trận trung đẳng đường kính 5 mét. Sau lưng nàng ngưng tụ ra hư ảnh huyết điệu ba đầu và một thanh huyết kiếm, hội tụ thành dị tượng huyết khí. Lực lượng của Lục Hàm nhanh chóng kéo lên, tăng gần gấp đôi, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn không ít. Đang điều động hư ảnh huyết điệu sau lưng trùng kích về phía Trương Nhật Trần, ngăn cản chưởng lực của hắn. Phái chưởng lực của Trương Nhật Trần đánh đát hư ảnh huyết điệu, hóa thành từng sợi huyết khí tán loạn. Tiếng xe gió vang lên, Lục Hàm thi triển kiếm pháp lên cấp hạ phẩm, chém về phía cái cổ của Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần lùi về phía sau một bước, cực kỳ xảo diệu tránh thoát kiếm chiêu của Lục Hàm. Huyết khí ngưng trận, Trương Nhật Trần cũng kích phát ra lực lượng huyết mạch. Oanh! Dưới chân chấn động, một huyết trận đường kính 9 mét hiện ra, nhanh chóng xoay tròn, cuốn Lục Hàm vào trong huyết trận. Đây là huyết trận thánh cấp. Lục Hàm rốt cuộc minh bạch tại sao Trương Nhật Trần lại cường đại như vậy. Nguyên lai hắn có thể ngưng tụ ra huyết trận thánh cấp, chỉ người có thiên tư thành thánh mới có huyết mạch cường đại như thế. Ở trong huyết trận thánh cấp,
Lục Hàm hoàn toàn bị Trương Nhật Trần áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ giao thủ ba chiêu, Trương Nhật Trần đã kích lên vai phải của Lục Hàm một chưởng. Bành, chưởng lực cường đại đánh gãy vai phải của nàng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất. Thanh kiếm trong tay nàng cũng rời tay bay đi, rơi trên mặt đất. Trương Nhật Trần vung tay, trường kiếm từ trên mặt đất bay lên, rơi vào trong tay Trương Nhật Trần. Hắn chỉ kiếm vào cổ Lục Hàm, nói: "Loại nữ nhân như ngươi, có một khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, lại không biết quý trọng, chết chưa hết tội." Lục Hàm nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, cầu khẩn nói: "Trương Nhật Trần, cậu ngươi không nên giết ta, ngươi để ta làm cái gì ta cũng nguyện ý, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, làm đô bộc cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta." Trong mắt Lục Hàm lấp lóe ánh sáng âm lãnh, bí mật lấy ra một viên lôi châu ném về phía Trương Nhật Trần. Cùng lúc đó, nàng vung tay đập xuống mặt đất, thân thể trượt ra xa 3 mét, xoay người đứng lên bỏ chạy về phía xa. Nhìn Lục Hàm ném ra lôi châu, Trương Nhật Trần không hoảng hốt chút nào, năm ngón tay run run, kiếm trong tay hình thành vòng xoáy, sử dụng chân khí bao vây lôi châu lại, vung ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Lôi châu ở trên không Lục Hàm nổ tung, tản mát ra từng đạo điện quang, hình thành lực trùng kích cường đại, chấn Lục Hàm bay ngược trở lại, lần nữa té rớt đến dưới chân Trương Nhật Trần. Phốc, không chút do dự, Trương Nhật Trần đâm về phía mi tâm của Lục Hàm một kiếm, một giọt máu tươi từ đó chảy ra. Thân thể Lục Hàm bất động, mất đi khí tức, biến thành một thi thể xinh đẹp. Vừa rồi một kiếm kia, Trương Nhật Trần sử dụng kiếm khí đâm xuyên thức hải của Lục Hàm, hình như chỉ có một điểm nhỏ, trên thực tế đã chấn vỡ linh hồn đàn. Trương Nhật Trần nhìn bảo kiếm dưới đất, khẽ gật đầu. Chân dụ bảo khí cấp 5 có thể bán đi một cái giá tốt. Thu bảo kiếm vào không gian giới chỉ, Trương Nhật Trần đi lấy hai cái bao trên lưng Lục Hàm. Trong bao không chỉ có 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, còn có đan dược và một ít vật bảo vệ tính mạng của Lục Hàm và Nhạc Lâm Sung. Những bảo vật và đan dược kia toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, về sau là chậm rãi kiểm kê. Còn 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, Trương Nhật Trần đều dùng hộp ngọc bảo tồn. Đã có những tam diệp thánh khí thảo này, cơ hội xung kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh là càng lớn. Trương Nhật Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quỷ Vụ Sơn, chỉ thấy trên vách đá sườn núi mọc rất nhiều tam diệp thánh khí thảo. Trương Nhật Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn đi tham niệm trong lòng, lầu bầu nói: "Không đi mạo hiểm cho thỏa đáng, không thể ném tánh mạng của mình. Quỷ Vụ Sơn quá nguy hiểm, coi như là địa cực cảnh đi vào cũng có rất ít người có thể còn sống đi ra. Ở dưới chân núi có thể đạt được thu hoạch phong phú như thế đã rất không tệ rồi." Trương Nhật Trần đang định ly khai, đột nhiên cảm giác thiếu đi cái gì, dừng bước lại cẩn thận nhìn mặt đất, hoảng sợ phát hiện thi thể của Lục Hàm không thấy. Trương Nhật Trần rõ ràng nhớ rõ thi thể của Lục Hàm nằm ở cách hắn không đến 10 mét, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất? Coi như là địa cực cảnh cũng không có khả năng ở khoảng cách gần như vậy vô thanh vô tức trộm thi thể đi. Đột nhiên Trương Nhật Trần cảm giác sau lưng có gió rét thổi tới, đang muốn đánh ra sau lưng một chưởng, một ngọc thủ lạnh như băng bóp cổ của hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. "Không nên động!" Một thanh âm khàn khàn vang lên ở sau lưng Trương Nhật Trần. Toàn thân người nọ lạnh như băng, tản mát ra hàn khí, mồ hôi lạnh trên lưng Trương Nhật Trần bị đông lại thành băng tinh. Trương Nhật Trần cảm giác máu của mình như muốn đông lại. Trương Nhật Trần cố gắng bảo trì trấn định, không có quay đầu, nói: "Người là ai?" Ta là ai?" Thanh âm kia lộ ra chút mờ mịt, mặc dù thanh âm khàn khàn nhưng Trương Nhật Trần vẫn cảm thấy có chút quen tai, có chút giống như của Lục Hàm. Tay bóp cổ của Trương Nhật Trần đột nhiên buông ra, người nọ lùi về phía sau 2 bước, mờ mịt lầm bầm lầu bầu: Ta là ai? Thấy nàng buông tay, Trương Nhật Trần nhanh chóng xông về phía trước, cùng nàng kéo ra khoảng cách hơn 10 trượng, quay người nhìn lại. Người vừa rồi bóp cổ của hắn quả nhiên là Lục Hàm, xác thực nói là thi thể của Lục Hàm. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao còn sống? Không có khả năng, ta rõ ràng sử dụng kiếm khí đánh nát linh hồn của nàng rồi. Trương Nhật Trần nhìn Lục Hàm đứng ở đằng xa, đột nhiên phát hiện địa phương không đúng. Trên đỉnh đầu Lục Hàm có một vầng sáng màu vàng. Vầng sáng màu vàng tản mát ra thánh lực cường đại, hàn khí hung tùng, mặt đất phương viên mấy chục thước kết lên một tầng băng hàn dày đặc, làm cho Trương Nhật Trần không thể tới gần. Đó là bán thánh chi quang, sao sẽ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lục Hàm? Sắc mặt của Trương Nhật Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, nghĩ tới một khả năng võ giả thiên cực cảnh sử dụng chân khí tẩm bổ linh hồn, có thể tu luyện linh hồn thành võ hồn. Bán thánh có thể sử dụng thánh lực thai nghén võ hồn thành thánh hồn, sau khi bán thánh vẫn lạc, thánh hồn cũng tiêu tán theo, nhưng cũng có số ít thánh hồn bởi vì nguyên nhân đặc thù không có tiêu tán mà hóa thành bán thánh chi quang rời rạc ở trong mộ địa. Quỷ Dụ Sơn là địa phương kim dân bán thánh dẫn lạc, chẳng lẽ thánh hồn của kim dân bán thánh biến thành bán thánh chi quang? Ở dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào thi thể của Lục Hàm. Trương Nhật Trần có chút hối hận, sớm biết như vậy nên một kiếm chém đầu của Lục Hàm sẽ không tạo ra một quái vật khủng bố như vậy. Không sai, giờ phút này Lục Hàm là một quái vật không thuộc về mình, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì.
Hết tập 35. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.